xét tuyển sinh đại học cao đẳng đợt 1 vừa rồi thì đã bộc lộ một số những cái bất cập. Thứ nhất là để cho thí sinh đăng ký 4 ngành và được điều chỉnh nguyện vọng của mình trong một thời gian dài tới 20 ngày. Rồi cái quy định liên quan đến cái hồ sơ đăng ký xét tuyển chưa được hợp lý đã tạo ra cái sự lo lắng, căng thẳng của nhiều thí sinh và phụ huynh. Rồi tình trạng phải đi lại, chờ trực tại các trường đại học đã gây nên cái sự tốn kém, phiền hà và gây nên một cái sự lo lắng của xã hội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái thực trạng đó. Có phần trách nhiệm lớn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là chưa cân nhắc hết cái tính phức tạp và cái hiệu ứng ngược của những cái giải pháp trong cái việc mà thiết kế để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Thay mặt cho Bộ Giáo dục Đào tạo, tôi xin nhận cái trách nhiệm về việc này. Để khắc phục những vướng mắc này cho các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung sau, vào trưa ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi tới các sở giáo dục và các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc hướng dẫn việc thực hiện công tác xét tuyển cho các nguyện vọng bổ sung. Thứ nhất là trong đợt 2 này thì sẽ không có cái việc điều chỉnh các cái nguyện vọng đăng ký xét tuyển như đợt 1. Thứ hai là các cháu chỉ đăng ký bằng một cái phiếu đăng ký xét tuyển lấy từ trên mạng gửi về các trường qua Sở Giáo dục Đào tạo, các trường phổ thông trung học nơi các cháu học tập, và chúng tôi đảm bảo là những cái thông tin các cháu đăng ký sẽ được chuyển về các cái trường nơi các cháu có nguyện vọng đăng ký. Thứ ba là chúng tôi sẽ chỉ đạo các trường đại học và cao đẳng nhanh chóng công bố kết quả xét tuyển sinh đợt 1, đồng thời là công bố các chỉ tiêu còn lại mà các trường xét tuyển trong đợt 2. Trong đợt 2 này thì chúng tôi cũng chỉ đạo các trường là sẽ công bố ngay cái kết quả xét tuyển khi mà các trường có đủ các cái hồ sơ đăng ký để mà của các cháu.